Thừa Ân đời nhà Minh đã đem truyền thuyết dân gian này viết thành bộ tiểu thuyết có khí thế hào hùng mang tên Tây Du. Tập 1. Câu chuyện Đường Tăng và bốn sư đồ cùng đi Tây Thiên tỉnh Kinh đã được lưu truyền từ lâu. Họ đã trải qua 9981 nạn, hàng ma trừ yêu, tu thành chánh quả. Ngô Thừa Ân đời nhà Minh đã đem truyền thuyết dân gian này viết thành bộ tiểu thuyết có khí thế hào hùng mang tên Tây Du Ký. Từ lúc khai thiên lập địa, khi mà thế giới đang phân chia thành các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ đại bộ châu, bên ngoài bờ biển Đông Thắng Thần Châu có một quốc thổ gọi là Ngạo Lai Quốc. Quốc thổ này nằm gần biển, giữa biển có một ngọn núi gọi là Hoa. Do trời đất sinh ra, không lấy gì làm lạ.
cứ mặc chúng tự sinh tự diệt đi, đừng nhúng tay vào. Ngươi xem ngươi kìa, bộ dạng chẳng khác gì con chim lịnh. Ta chỉ cần quấy đuôi thôi là ngươi hiện nguyên hình ngay. Cớ sao ngươi lại đến lấy cắp kim đơn của ta chứ? Kim đơn là của ngươi sao? Rõ ràng là ta nhìn thấy nó trước mà. Chỉ có thể trách mình không có duyên với nó nên không lấy được kim đơn trời ban, còn phí mất mấy năm tu luyện vất vả nữa. Ta không tin kim đơn nó mất tích vô cớ. Bây giờ ta đi tìm nó đây. Cuộc cạnh tranh để sinh tồn của tự nhiên rất tàn khốc. Trải qua hàng ngàn năm, có nhiều biến hóa khôn lường. Hoa quả sơn vốn bình yên vui vẻ, bỗng đầu tai họa ập đến. Thank you.
sân này không có giọt nước nào, chúng ta dọn vào đó ở đi, đồng thời tránh được những cơn trúng giận phun trời. Ha ha!
mặc quần áo con người, học ngôn ngữ của họ, nhưng lại phát hiện con người luôn đắm chìm trong tự sát tài khí mà không hề bỏ chút tâm tư suy nghĩ về tương lai. Có tin là ta đánh chết người không? Xin lỗi, ông không sao chứ? Hôi quá. Đưa đây, đây là rượu thượng hạng của ta đó. Hôi cái gì chứ? Này ông à, ông làm cái gì vậy? Tiểu thư, có định cùng ta đi uống rượu không? Tôi đâu thể đi cùng với ngài công không được. Đương nhiên là có lợi cho cô rồi, đại gia này có ngân lượng nè. Ta còn rất nhiều nữa nè. Tôi sẽ hầu hạ ngài chu đáo. Sẵn ra đi. Ngươi làm gì đó? Cô ấy là người của ta rồi. Cô tránh ra một bên. Người của ngươi thì sao? Đại gia này có rất nhiều ngân lượng. Ta thích mua người phụ nữ của ngươi đó. Vậy thì sao? Ngân lượng gì? Thì sao? Ta nói cho ngươi biết nha. Ta còn có nhiều hơn ngươi nữa đó. Ah!
bây giờ là tháng mấy? Tại sao lại có tuyết rơi? Ông trời, ông đang kêu tôi đó hả? Giữ thủ ngộ truyền đạo tự hư, muôn nhân
quan hiểu kiệt, hảo hướng đăng đài thưởng minh nguyệt, quyết tàn cọc thú nhật tàn điểu, tự có quy xạ ương bàn kết. Lại muốn phong hầu, nếu không thì suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc, cứ đâu đây
làm sao mà sống đi. Chứ không hề biết rằng mình cũng do Diêm Vương cai quản thôi. Đến chừng đó dù có vinh hoa phú quý như thế nào cũng không mang theo được. Thật không ngờ con khỉ như ngươi lại có thể ngộ ra đạo lý này. Sư phụ, đạo lý này lúc ở qua quả sơn Thủy Liêm Động con đã biết rồi. Con thấy loài người còn không bằng mấy con khỉ như con. Hay cho câu con người không bằng khỉ. Sư phụ, con hy vọng sư phụ đại từ đại bi truyền cho đệ tử thuật trường sinh bất lão đi. Hay lĩnh kinh thiên động địa để cho lão Diêm Vương cũng không quản được đệ tử. Đệ tử sẽ mãi ghi nhớ đại ân đại đức của sư phụ. Được, vậy sư phụ dạy cho con 72 thuật thần biến hóa. Con phải nhớ. Chúng ta hơi quá.
vậy thì biến thành cái cây đi. Đúng, biến thành cây đi, đi, đi. Thành cái cây hả? Mau biến đi. Thánh ra, thánh ra. Đi. Hmm.